làm gì mà ngồi ở đây? Thì em ở đây chờ anh chứ ai. Sao xạo không à? Dạo này hay xạo lắm nha, càng xạo cái mặt càng gian à. Công việc dạo này sao rồi? Thì em vẫn đang tiến hành nè, mà mỗi lần gặp anh là công việc, chán quá. Mà tiền không thấy đâu hết trơn á. Nhìn cái mặt sụ xuống kìa, nhăn nhó là mau già lắm đó. Hai đứa kia vẫn đang trong thời gian đào tạo, chưa làm ra tiền được. Em cứ tưởng là đại ca là hoành tráng lắm chứ, mà sao giờ này kẹt dữ vậy? Em không biết nghĩ cho người khác gì hết. Từ lúc hàng bị cướp tới giờ, gặp con Khanh giải nghệ nữa, có làm ăn được gì đâu. Xui chết mẹ, mọi hoạt động gần đây đứng lại hết trơn. Vụ hàng bị cướp, em có thông tin gì không? Thì em cũng đang ngóng nè. Nếu mà có gì em sẽ báo anh liền, đâu có dám trễn mãn công việc đâu. Người của công việc mà, ở một chút là giận dỗi. Anh nói rồi đó, em mà giận nhiều là xấu lắm đó, nghe không? Hả? Giờ rảnh không? Đi nhậu. Lên đi, anh chở. Thôi đi, không có dám đâu. Bữa nay hả, chắc trời sắp bão quá. Làm gì bão? Thì lâu rồi anh có ngó ngàng gì tới em đâu. Làm bộ hoài. Giờ có đi không? Đi á thì lẹ lên, lên xe. Xong còn có xe miễn phí, muốn đi tới đâu là anh sẽ chở đi tới đó. Anh có nói thiệt không đó? Mà bữa nay anh rảnh hả? Thiệt chứ. Thôi khỏi nhậu nữa, vô thẳng nhà nghỉ luôn. Ha, lên xe. Cảm động thiệt á. Nè, đòi nói vô. Anh á, bình thường cho người ta lủi thủi có một mình à. Giờ có hai mình nè. Đi xô ôm này á là phải ôm nha, nhớ ôm chặt vô nha. Chưa. Ôm vô. Chào bác sĩ. Chào chị. Là phòng ní. Đi đâu đây? Chú chả mà ơi, ông ba ông vai cụ cổ cụ kỳ cụ con vợi. Ở đây là bệnh viện đó. Quên. Trời đất ơi, nhà văn nhà thơ cái kiểu gì kỳ vậy? Cẩn thận cái miệng á. Nè, tôi nói chi nghe, tôi với chị là hai người có ăn có học, nói chuyện cho lịch sử đàng hoàng. Ai mừng cái chí mà xìa sỏi nữa. Ủa, nhà thơ thì sao? Ăn hết của ông cổ nơi ngoài nhà chị hỉ. Nè, đi chỗ khác chơi nghe, không ai rảnh hơi đâu mà giao tiếp với mấy người nha. Ủa, tôi nói cho chị biết, chỗ ni là chỗ công cộng, không phải nhà riêng của ai hết. Tôi muốn đứng đâu thì tôi đứng, đó là quyền tự do của tôi, chị hiểu chưa? Thì đứng đi, ai nói gì đâu. Nhưng mà đi kiếm ông già đạm là không có được đâu, nghe chưa? Cái chí, chị ơi, tôi đâu có rảnh đâu chị. Tôi kiếm ông già hệ siêu quạch đó làm chí. Bây chứ ông có làm phim làm ảnh chí nữa mố, tìm để làm chí, lời ích chí. Ôi chú chóa may quá. Thiệt tình, cái thứ gì đâu. Em nhìn đi, biển ở nước mình cũng đẹp lắm chứ bộ. Sao tự nhiên em nhớ nhà quá à? Em hợp đồng qua đây dạy lâu không? Em xin ba mẹ đi một năm. Mới có mấy tháng mà đã than nhớ nhà rồi. Tại nhìn thấy biển nên em nhớ nhà đó. À, Yumi còn nhớ ai nữa không? Không còn ai để nhớ, bởi vì bây giờ Cương đã khác xưa lắm rồi. À, mà Yumi có giận Cương không? Không. Tại sao Yumi lại độ lượng vậy? Anh Trí có biết không? Bởi vì lúc em học thiền, người ta đã dạy em một chữ buông. Cái gì không phải là của mình thì phải buông ra thôi. Nhưng mà Yumi đừng có buông anh nha, tội nghiệp anh. Anh
anh này. Qua đây. Đọc báo gì mà nhiều vậy anh ba? Tôi coi gần hết các loại báo, đăng tin tìm con Quý đó mà. Mà chắc là nó không có đọc báo nên không có kết quả gì hết. Thôi, anh ba uống trà đi. Chắc là bữa nay tôi phải về ngoại quá, không có tìm kiếm gì nữa hết. Tôi dương cờ trắng đầu hàng con quỷ nhỏ này rồi. Anh có muốn về thì cũng nên nói với anh Nhanh một tiếng, coi ý anh Nhanh sao. Tôi với cậu Nhanh á, người trong nhà mà, nói qua nói lại vài ba tiếng là xong. Cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ mấy bữa nay. Nói thiệt, nếu như ở ngoài khách sạn một mình á, chắc là buồn hát bù hiu luôn. Anh đừng có nói vậy, nghe khách sáo quá. Nhà em rộng mà, với lại em ở một mình cũng buồn lắm. Sài Gòn rộng lớn như vậy thì kiếm được một người đàng hoàng tử tế như cậu chắc khó lắm. Sao khi không anh lại khen em vậy? Con Quý á, chắc là nó gặp loại người tào lao rồi. Nghe lời người ta, rủ rê rù quến, rồi quên cả lối về. Mấy bữa nay em cũng bận rộn quá. Biết là anh Danh Nhanh đang tìm người mà em không giúp được gì cả. Cậu cho anh em tôi ở nhờ là quý lắm rồi. Tôi cũng đã biết chuyện mà. Ông bác ở bên nhà bệnh nặng, chỉ có một mình cậu lo thôi, phải không? Bạn gái em cũng không khỏe, thực sự là em không còn thời gian. Công việc ai nấy lo mà. Tôi biết ở trên này á, ai cũng bận đầu tắt mặt tối hết. Khổ thân tôi, có được đứa con gái mà bây giờ tôi với bà giống như ngồi trên chảo lửa vậy. Thì tại anh chị cưng chiều nó quá. Em đã cảnh báo anh chị rồi, con nhỏ này tâm sinh lý nó thay đổi bất thường mà không nghe. Bất thường cái gì? Tại thằng Long chi phối nó chứ bộ. Nếu như thằng Long yêu thương chăm sóc nó thì đâu có xảy ra cớ sự như thế này. Thôi anh đừng có đổ thừa người ta nữa. Anh ba nói ma về kìa. Mà anh cũng nên về chăm sóc chị đi, để ở đây em tiếp tục đăng báo cho. Thôi tốn tiền vô ích cậu ơi. Tôi chắc là con nhỏ này không bao giờ nó chịu đọc báo đâu. Nè, để tôi đem chồng báo về cho bà coi, sẵn làm bằng chứng luôn. Hết cách rồi. Tôi với bà mà kiếm hoài không ra nó thì chắc điên luôn quá. Nè, chưa trật rồi đó. Vậy đi, nướng hoài à. Bộ bữa nay không đi tập hả? Sao ngủ nướng hoài vậy con? Chờ con ngủ miếng nữa đi, mệt quá. Nè, tao nói cho nghe, con Quý nó tách ra ở riêng rồi đó. Tiền nhà là tao với mày trả. Mày mà cứ ngủ nướng hoài đi, rồi tới tháng á, đi bán máu mà trả nha con. Tiền. Lúc nào không tiền, mệt quá. Trời ơi, mày nói chuyện mắc cười không? Rồi không có tiền sao sống? Mày với Quý sao rồi? Đứa nào phụ, đứa nào chánh? Chánh phụ gì? Nó ăn đêm, tôi ăn đêm. Ủa, thiệt hả? Trời ơi, giỏi vậy con. Nè, mày xoay được cha thông á là ok rồi đó. Được làm miêu nữ chánh, mặc đồ đẹp, mà giá cũng cao nữa. Mà khách dòm ngó toàn là đại gia không hả? Mày á, mày coi kiếm cha nào sập sọp á, kêu ổng bao tháng luôn đi, đỡ thấp thỏm tiền nhà, biết không? Vì em đi, nó tôi ngủ miếng nữa, nó nhiều mệt quá. Cái con này, nói nhiều vậy hả mà còn chưa vừa mày nữa. Cưng. Chào anh. Cưng, anh tặng em, hôm nay sinh nhật anh đó nghe. Sinh nhật ai? Sinh nhật anh,
anh mới tặng hoa cho em nè. Lãng xẹt rồi. Anh này, sao tự nhiên bây giờ lãng mạn quá vậy? Còn biết tặng hoa nữa, em thích quá à. À, sao đi chơi với anh nha. Bữa nay anh không lái xe hả? Hôm nay sinh nhật anh mà xe cổ gì. Đi nha. Ừ, đi nhậu. Nhậu hả? Ừ. Ừ, nhậu nhậu, anh đâu có sợ em. Em để này ở nhà nha. Ờ, để đại nhà đi. Thằng cha nào mà lãng mạn dữ vậy ta. Bà này trúng mánh rồi đó. Em ơi, chị dùng nước. Em chào chị. Dạ. Dạ. Dạ con biết rồi. Nhưng mà má ơi, bây giờ con đang đi học đi làm, sao mà nghỉ được? Ráng thu xếp về. Một bữa hai bữa không được sao? Nhưng mà con đã nói với má, đi học đi làm không có nghỉ được. Với lại hôm bữa con cũng gặp chú ba rồi. Ông la vậy chứ gì, phải không? Thì cái này đâu có đổ thừa cho con được đâu. Với lại tính hết của ông Quý như vậy, cứ đổ thừa cho con hoài. Đổ thừa cái gì? Nghĩ ra họ nói có phần đúng. Khi không á, mà tách con Quý ra đi xa như vậy á, ông không buồn, không quẫn trí mới là chuyện lạ đó. Giờ hết chú ba Thiên Ba rồi tới má nữa. Với lại con cũng nói hết nước hết cái với Quý rồi. Giờ con chưa có công ăn việc làm ổn định, tổ chức cái đám cưới dưới quê đâu có dễ đâu má. Bây giờ nó bỏ nhà đi mất tiêu rồi làm sao? Mày đâu thể dững dưng chuyện này. Con cũng đang đi kiếm nè. Ừ, nói câu nghe được á. Ráng đi kiếm đi con. Cuối năm nay á, mãn tang thì cưới đi. Vậy nghe má, có gì con gọi cho má sao? Con đang làm. Ừ. Ở dưới quê có chuyện thì tranh thủ nghỉ vài bữa đi. Dạ thôi, bây giờ em về dưới cũng đâu giải quyết được gì đâu. Chị nghĩ chắc có chuyện gì đó quan trọng lắm nên má em mới gọi lên như vậy. Em nói chuyện với má qua điện thoại rồi, không sao đâu chị. Em đi làm tiếp nha. Tệ thêm nữa cậu ơi. Bơm thức ăn thức uống vô, ông hết nuốt được rồi. Vậy rồi y tá chăm sóc cho ba con đâu cô? Chắc đi xuống căng tin ăn cơm rồi. Mới dọn dẹp xong nè, ông trào ngược ra hết, không nuốt được cái gì hết trơn á. Vậy cô có muốn chuyển viện không? Con không có ngại tốn tiền đâu. Chuyển đi đâu nữa, ở đây đã là tốt nhất rồi. Tới giờ phút này mà hai đứa con ổng không có đứa nào ló mặt về hết. Hay cô gửi tiền đi máy bay cho họ về đi. Gì mà ngược ngạo vậy cậu? Tôi có đồng xu các bạc nào đâu. Ông bệnh bao nhiêu lâu nay toàn là tiền của cậu hết mà. Thì khi cần thiết cô phải gửi tiền cho họ về chứ cô. Con biết cô ngoài cứng trong mềm, ngoài miệng thì nói như vậy thôi, nhưng trong lòng rất quan tâm và thương yêu ổng. Ổng bị như vậy, con nghĩ là cô cũng không vui. Vì vậy cô phải giữ vững tinh thần để còn lo cho ông già sớm hồi phục, để ổng còn sống đợi với cô chứ. Thôi, giờ cô đi ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh táo đi. Cô không lo giữ gìn sức khỏe cho cô thì ai chăm sóc ông già đấy? Thank you.
Ba muốn gặp lại hai người con của ba bên Pháp phải không? Vậy ba muốn gì? Trời đất ơi, ai đi? Nè, biết gì chưa? Ê, bộ điếc hả? Có cái miệng không? Tôi nói là cha mấy người, chú ba đang đi kiếm kìa. Chuyện đó là chuyện nhà tôi, mấy người quan tâm làm gì vậy hả? Ăn bận vậy được hay ho quá ha. Tôi nói cho biết, lo mà tranh thủ đi về quê đi, tội nghiệp chú thím ba ở dưới. Ai mượn mấy người quan tâm hả? Đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa, nghe chưa? Nói thì hay lắm. Giờ muốn làm gì muốn sống sao tùy, nhưng mà tôi nói cho mấy người biết, đừng có quên là hai người đẻ ra mấy người ở dưới quê kìa. Nè, đừng có đứng đó lên giọng dạy đời người khác, nghe chưa? Chưa chắc ai đúng ai sai đâu nha. Mấy người tưởng mấy người là ai? Mấy người tưởng mấy người là ai mà thích thì cưới, không thích thì không cưới hả? Hả? Tại bên dịch quen quen vậy ta? Hình như là gặp ở đâu rồi thì phải. Ăn hết đi con. Sao rồi? Ủa? Em ổn chứ hả? Dạ cũng ổn. Không khí ở đây rất là thoải mái. Em thấy nhẹ nhõm. Chào con. Con ăn lẹ đi. Ăn đi con. Quán. Mấy đứa nhỏ này thấy cưng quá ha. Nhìn tụi nó như vậy, đâu có ai biết thực ra tụi nó khổ lắm. Giống như đứa nhỏ em đang ẵm trên tay nè. Nghe mấy chị kể lại, nó bị mẹ bỏ rơi từ hồi chưa rụng cuốn rốn nữa. Lúc đem nó về đây thì toàn thân bị kiến đục, nhiễm trùng, tội nghiệp lắm. Còn bé gái này nè, không có cha. Mẹ bị HIV chết, thành ra người nhà không có ai chịu nhận nuôi hết. Bởi vậy từ lúc vô đây đến giờ, em thấy quá khứ của mình, thấy sao mà khốn nạn quá. Em cũng một lần... Thôi, bỏ qua chuyện cũ đi, ráng mà quên đi, để cho cuộc đời của mình sang một trang mới. Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh cứ mãi đi tìm quá khứ vậy? Tại vì anh có lỗi với người ta, cho nên phải tìm để mà trả nợ. Mà hai chuyện này khác nhau mà. Thì em hỏi vậy thôi. Anh chờ em một chút, em đưa hai đứa nhỏ vô trong. Đi vô con, mình vô trong ngủ nha con. Rồi, vô trong nha con. Mình vô ngủ nha. Cẩn thận đó. Mình qua bên kia ngồi đi anh. Anh thấy khu viên này cũng đẹp ha. Em có thường đi dạo không? Thỉnh thoảng. Thì những lúc em thấy buồn, những lúc tâm trạng không tốt, em đi dạo là đúng đó. Đi dạo đó sẽ thoải mái hơn, và làm việc sẽ hiệu quả hơn. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà có những đêm em ngủ không được, sáng dậy làm việc không nổi. Vậy hả? Có thể là do còn ảnh hưởng của ma túy đó. Em hứa với anh, không được đụng đến nữa nha. Ủa mà sao anh tới vũ trường tìm người hoài vậy? Thì
Anh về làng trai, anh nghe người ta nói cô đi làm vụ nữ. Vậy anh có hỏi thằng Thông chưa? Tại sao lại hỏi thằng Thông? Bởi vì nó là một thằng buôn người. Tất cả miêu nữ trong vũ trường đều một tay nó nhào nặn hết. Thật vậy hả? Ừ. Nhìn nó trẻ vậy chứ thực ra nó làm nhiều năm trong nghề lắm rồi. Nhưng mà thằng đó gian lắm, làm sao tin nó được chứ.